Hôm nay mình làm giò heo hầm với hạt sen. Bây giờ mình chuẩn bị hết rồi, giờ mình giới thiệu sơ qua thôi. Thì đây là một cái giò heo. Giò heo này cũng gần khoảng 700 g. Hạt sen này 100 g hạt sen. Còn này nấm đông khô, nấm đông khô này mình này nấm tươi nha. Còn này là củ sen sắc, muối, củ cà rốt nè. Rồi còn đây là hành lá. Thì nguyên liệu của cái món này thì nó cũng đơn giản vậy thôi. Này, thì mình thấy ở đây sử dụng thì tiêu, hạt nêm với một ít nước mắm. Trước tiên là mình sơ chế cái giò heo này. Rồi giờ bắt tay vào làm nó bụng rồi. Rồi giờ mình thả giò heo vô mình luộc sơ nè. Ngon cái chân chặt nha. Nhưng mà gặp bà này bà chặt không được đẹp nữa. Chặt gì đâu nhìn thấy không thèm. Dẫn như chân chặt. Bà chặt cái giò heo mà mình thấy nó. Rồi. Rồi giờ mình bắt đầu mình đi chuẩn bị một thau nước đá này. Mình thấy làm món này hơi mất thời gian. Tại là phải hầm mọi thứ cho nó mềm. Thì để tranh thủ thời gian mình bắt một cái nồi nhỏ kế bên để mình hầm cái hạt sen này cho nó mềm nha. Mình không làm cái công đoạn này là hạt sen nó bị cứng. Rồi đổ hạt sen vô, dụng cho nó sôi lên cái khoảng 10-15 phút nữa mình vớt ra. Còn cái giò heo bên đây đang đụng lên, nó vừa nóng nóng lên chút xíu, nó sôi sôi chút xíu cái mình vớt nó ra nhắm nước đá. Đây thau nước đá chuẩn bị rồi nè, vớt trụng qua nước đá xong cầm đem qua cái tô để nên kiểm tra giò heo coi nó vừa săn lại là mình gấp qua được rồi. Nè, thấy nó săn săn rồi nè, nó săn rồi. Thôi được rồi, vớt là bỏ vào đây. Thịt luộc cũng vậy á, ai mà làm món thịt luộc cũng thêm nước đá sơ. Rồi vậy thôi đó, đơn giản thôi. Thôi qua nước đá coi. Ở đây cái đó mình cạo cái đống giống đó, mình cạo nó không ra, chắc hồi mình cắt bỏ cái đó luôn. Mình lấy dao mình cạo nó hồi nãy quên nó, mình nói cái giò heo này mình nên rửa sạch với muối nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị khoảng 1 lít nước mình hầm giò heo nha. Hầm cái này cũng muốn ngon là phải 30 phút luôn á, còn không có thời gian thì khoảng 20 phút. Ok, cho nhớ là nước ngập thịt nha. Rồi bắt đầu hầm cái này thì mình không cần mở lửa lớn, mình hầm từ từ cho nó nhừ từ từ. Rồi để cho hầm đi, hầm lên đây. Cái này cũng thử rồi nè, cũng được rồi nè, mềm mềm rồi nè. Giờ mình đâu mình vớt ra. Này nóng nóng rồi, bỏ hết cái này vô hầm luôn. Rồi, trong cái lúc rảnh mà chờ đợi á thì làm công việc này cũng được nè. Là hạt sen á, thường là nó có cái nhụy nè. Ai mà không ăn nhẫn ăn đắng được á thì lúc này mình bắt đầu mình gỡ lấy cái nhụy này ra. Con gái tôi á, thì mỗi lần ăn chúng để nó là
mà cái này thì người ta nói là cái vị thuốc à, ăn được thì tốt. Khói thì nó nóng sôi sôi nè, dỡ ra cho nó tràn để cho nó ngon á. Bỏ vô đây một miếng muối. Má ơi, con về rồi. Rồi. Bữa nay con đi cắt tóc này, ba thấy tóc con đẹp không? Trời ơi. Còn hả, kêu người ta là cái móc, là cái tóc á. Không tiền nữa. Xém xém chút. Chứ giống con nít. Chỉ nhìn con để cái tóc nó dày giống quá. Lúc mà hầm nhớ bỏ miếng tiêu, miếng ít muối với miếng hạt nêm. 20 phút rồi đó. Nhấc máy này lên. Được rồi đó. Bỏ nấm hương vô. Thường nấu canh là tôi có thêm mấy cái hương vị khác, không có thêm đường, nước, ngọt nữa. Tôi chỉ lấy bột canh tôi bỏ vô. Nêm vừa ăn là được rồi. Cái hạt nêm này cũng tùy loại nha. Có loại nó không mặn nhưng mà có loại nó mặn á. Để thêm khoảng 10 phút nữa đây là bắt đầu mình ăn được rồi. Còn được 30 phút rồi. Giảm lửa lại. Hầm tiêu tiêu đây. Mình thử rồi. Thịt chín rồi đó. Mình tâm đũa là chín thịt hết rồi đó. Mềm, nói chung là mềm chứ không chín. Riêng là nó đâm thủng thịt cái lớp da ngoài của da heo rồi đó. Rồi mình đậy nắp thêm khoảng 5 phút nữa đi. Mình giác ra. Ngồi má con nó về nó ăn thiệt, giờ mà ăn thử nè. Cắt trước ngồi nó mềm hết trơn, không có ngon. Mọi người xem qua tô giò heo hầm sen, hạt sen thôi. Rất là mềm. Đá vô cái bụng là xin phép. Giờ 2 giờ mấy rồi đó, tụi má.